Xin chào các bác nha. Hôm nay bên shop lại giới thiệu các bác một mẫu mới nữa. Đấy là hạt giống hoa sao nhái đỏ nhung. Thì cái gói này nó chỉ có một màu thôi các bác nha. Màu đỏ nhung rất là đẹp luôn. Đó. Một gói này là được 400 hạt. Cái tỷ lệ nảy mầm rất là cao, đạt phải tầm 80-90%. Cái chiều cao này của nó sẽ là rơi vào tầm từ 70 phân cho đến 1 mét nha. Đó. Ra hoa thì cũng rất là sớm thôi. Chỉ tầm 50-60 ngày là đã ra hoa rồi. Đây là hạt giống, mà cái bao bì này là bao bì của bên shop nha, bao bì mới. Từ bây giờ thì bên shop sẽ những cái gói mà đóng lẻ thì bên shop sẽ sử dụng cái bao bì này là độc quyền luôn nha. Đây ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn nha, màu đỏ nhung. Nó chỉ có một màu thôi. Đó. Loại này thì nó sẽ được xếp vào loại cao các bác ạ. Sao nhái đỏ nhung cao bởi vì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 mét. Còn cái loại lùn của người ta nó chỉ khoảng tầm 30 đến 50 phân thôi. Đấy, tầm đấy thôi.